Xin chào các bạn, hôm nay Hoàng lại review cho các bạn thêm một sản phẩm nữa, đó là cây Roland DP603. Thì cây trước cái cây này á, là Hoàng đã từng làm cho các bạn là DP990, DP90. Rồi, model tiếp theo sau của 90 đó chính là cái cây DP603. Và hiện thời ha, đây là năm 2022, thì cây này cũng là cái cây model hiện hành đang bán mới trên thị trường ha các bạn. Nó xung quanh cái giá thì thật sự là mỗi quốc gia họ xét cái giá nó khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà xung quanh cái giá từ 2.500 cho đến 3.000 mấy đó, 2.500 cho đến 3.500 cho, bởi vì nó tùy cái, nếu mà cái phần sơn này nè là cái màu bình thường như vậy thì khoảng độ 2.500 đô la, còn nếu mà cái màu mà sơn bóng á thì nó sẽ mắc hơn, sơn đen bóng hoặc là trắng bóng thì nó cỡ khoảng 3.100 đến 3.500 tùy quốc gia. Thì bây giờ Hoàng sẽ để trên màn hình cho các bạn xem, bởi vì Hoàng lướt qua các website của Amazon nè, Amazon bán mắc này, hay là Guitar Center nè, hay là một số cái website bán hàng của nước ngoài ha. Bởi vì cái cây này nó không có bán mới ở Việt Nam, và cái cây này được nhập khẩu về, đây là cái cây đã qua sử dụng nha các bạn. Thì đã qua sử dụng thì các bạn coi trên website của công ty, Hoàng cũng để link ở dưới cái phần mô tả, các bạn cứ click xuống để các bạn xem ha. Nó tầm 20 triệu. Và bây giờ chuyển qua các cảm quan xung quanh, thì cái cây này là cái model đời ra sau của cái DP90, thì nó cái kiểu dáng hay các mọi thứ đều tương tự, và nó chỉ là sản phẩm mới hơn thôi. Thì khi mới hơn như vậy, các bạn xem nè, đó. Cái đặc trưng của cái dòng DP là nó vẫn giữ lại cái âm thanh, chất lượng bàn phím các thứ đó, nó giống như một cái cây to, một cái cây HP to chẳng hạn. Đây cái HP to này, nó vẫn giữ được cái tiếng và cái phím hay của cái cây đó, nhưng mà nó làm cái thân hình nó nhỏ gọn lại để phù hợp những cái phòng nhỏ ở chung cư đấy. Cái phần này là khoảng độ 310 này, cái đoạn cao lên thì đó, nó vẫn lùn hơn mấy cái này tí ha. Đó, còn cái bề ngang này 1m4, cái thông số và kỹ thuật thì Hoàng vẫn để trên cái màn hình cho các bạn xem. Cân nặng hình như là 47 kg. Đó, loa các bạn xem ha, cái này là loa rời đó, các bạn nhìn xuống đi, đây loa rời, tất cả các dòng DP là loa rời ha, dòng F thì chưa có đâu, dòng DP là có cái loa rời. Thì cái này nó sẽ cho ra công suất là 60W, mỗi bên 30 cộng lại là 60W. Đó, rồi kia các bạn mở lên là nó như vậy, còn khi các bạn gập xuống như cái bàn và nó shuffle là nó sẽ không có kẹp tay, không kẹp tay, nó từ từ nó đỡ, nếu mà nhiều khi trẻ em á nó nghịch á. Rồi cái này gạt ra đó, thấy chưa, dễ dàng chưa. Rồi nó cũng tương tự cái kia thôi. Bây giờ Hoàng sẽ đàn thử cho các bạn xem nha. Giáng sinh rồi, thành ra Hoàng cũng chọn một bài Giáng sinh Hoàng đàn nè. Thank you.
piano của cái cây đàn này. Thì cái cây đàn này khá là nhiều cái âm sắc, nó tới mấy trăm cái âm sắc khác nhau các bạn, mấy trăm cái âm sắc khác nhau. Thì Hoàng sẽ đàn thử cho các bạn xem các âm sắc khác của nó nha. Rồi, trong cái ngăn piano này này, rồi Hoàng cộng lên xem nó có nhiều tiếng không. Tiếng ballad này đánh cho những cái bài ballad. Cho các bạn nghe thử một vài tiếng của cái cây này rồi thì nó có thêm một cái tính năng mà Hoàng cũng khá là thích, đó là kết nối cái điện thoại này nè với cái đàn bằng Bluetooth nha các bạn, bằng Bluetooth. Nhưng mà cái chức năng mà kết nối Bluetooth MIDI á, thì bình thường nó Hoàng cũng không thích lắm, bởi vì á, MIDI là để làm gì, là để sử dụng cái app của Roland để mình điều chỉnh cái đàn. Nhưng mà thật sự là cái app đó bình thường thôi, cũng không cần dùng, Hoàng không cần dùng. Nhưng Hoàng thích cái gì? Đó là cái Bluetooth Audio. Bluetooth Audio thì mình chuyển qua cái chức năng Bluetooth Audio và mình kết nối trực tiếp với cái điện thoại của mình để làm gì? Để mình nghe nhạc, để mình nhiều khi mình cũng tập đàn mà mình muốn nghe cái người khác đàn sao, hoặc là mình ví dụ nghe. Đó, khi Hoàng kết nối ra rồi. Đó, Hoàng kết nối ra rồi. Khi anh đưa mắt đó qua tấm rất là tiện nha các bạn, cái Bluetooth Audio này rất là tiện. Cái này những cái cây đàn qua sử dụng của Hoàng có cây có chức năng này, có cây không có, nhưng Hoàng vẫn có cách xử lý của nó. Chẳng qua cái này nó tiện hơn là nó có sẵn thì mình không cần phải mua cái thiết bị mình gắn vô,
Chứ còn nếu mà không có, mình mua cái thiết bị mình gắn vô, mình vẫn kết nối Bluetooth để mình phát ra cái đàn được các bạn ha. Tuy nhiên đây là một điểm cộng cho cái này nó có sẵn thì đương nhiên nó sẽ ổn định hơn. Đó, rồi tự chung lại là Hoàng đã nói tổng quan cây này về mặt tiếng, về mặt các chức năng, rồi giá thành của Hoàng cũng nói rồi ha. Rồi về cái cảm nhận của Hoàng về cái cây này thì đương nhiên nó là một cái cây khá mà các bạn, nó tương đương với cái cây nó tương đương với cái cây HP, vì vậy mà cái âm thanh và cái phím đàn của nó thuộc hàng khá đó các bạn. Đấy, ai mà cần nhỏ gọn thì gần như là không có cái lựa chọn nào khác mà mình phải mua cái cây này thôi. Để nó đáp ứng được cái tiếng hay và phím hay là phải mua cây này thôi. Đó. Rồi, nếu các bạn chưa đủ tiền mua cây này thì các bạn cứ mua cây DP90 hoặc là 990, hiện tại vẫn rất là đã nha các bạn. Đó, đó là những cái tư vấn của Hoàng. Đó, tư vấn rất là quan trọng các bạn, bởi vì sao? Cái đây một tháng Hoàng có mua một cái cục cục sạc dự phòng thôi, một cục sạc dự phòng thôi, nhưng mà Hoàng thì không có rành và ba cái đó, mà Hoàng đâu có rảnh đâu nghiên cứu với cái đó. Rồi Hoàng cứ ra tiệm Hoàng hỏi người ta, thì người ta đưa cho Hoàng một cái để Hoàng về Hoàng xài. Thì sau khi xài được 2 tuần nó hỏng, hỏng thì không vấn đề gì hết, hỏng thì mình đi sửa thôi, thế mình quay lại mình cho người ta bảo hành. Người ta bảo hành xong rồi về cái quay qua quay lại mình nói, chết cha, cái cây này nó chỉ cắm được đúng cái iPhone của mình thôi. Nếu mai mà mình có đổi điện thoại của hãng khác đi thì là nó không có cổng sạc cho cái đó, mà cái đó nó chỉ xài được đúng mục đích đó là cái iPhone đó. Mà lỡ mai mai mốt iPhone đó nó ra một cái chuẩn kết nối khác, cái đuôi cắm khác, là coi như cái cục đó bỏ đi. Đó là cái cục đó bỏ đi. Vậy thì Hoàng mới bảo, sao cái người tư vấn họ không tư vấn kỹ cho mình biết, cái này chỉ dành cho iPhone thôi nha, anh mua anh cẩn thận. Đó, cái tư vấn rất là quan trọng các bạn. Và bây giờ Hoàng quay lại Hoàng hỏi các bạn đó, sao lúc đó em không nói cho anh biết để anh lựa cái cục khác, mà cái cục này cũng đâu có rẻ. Có cục sạc dự phòng bình thường các bạn mua được 500 đến 1 triệu thì Hoàng đã mua cái này cũng 1 triệu chứ đâu có rẻ đâu, mà xài được cho đúng việc à. Không, các bạn đó mà thông minh hơn, các bạn đó mà có tâm hơn, tư vấn cho Hoàng bảo là anh mua cái này này đa năng hơn, xài bền hơn. À, vậy thì có phải hay không? Thấy chưa, giá trị của sự tư vấn rất là quan trọng. Thành ra đó Hoàng làm clip để có hàng tư vấn cho các bạn biết cái nào cần, cái nào nên, cái đó rất là quan trọng các bạn. Đó. Rồi, nếu mà được thì các bạn qua thử thử đàn cũng như là ủng hộ bên Hoàng nhé. Cảm ơn các bạn. Rồi, xin chào các bạn.